Trần Dung tỷ phú gần 80 tuổi làm đám cưới với đàn nữ Dương Tử Quỳnh. Hôn lễ kín đáo của Dương Tử Quỳnh đã nhanh chóng leo lên top một từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo của Trung Quốc. Dương Tử Quỳnh tổ chức hôn lễ với bạn trai U80. Vừa qua trên mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ với tin tức và hình ảnh bên trong hôn lễ kín đáo, riêng tư của Dương Tử Quỳnh cùng bạn trai tỷ phú, Jin Tốt, cựu chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế FIA. Hôn lễ của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jin Tốt tổ chức trong một tòa lâu đài sang trọng với sự hiện diện của bạn bè thân thiết. Trong hôn lễ, cô dâu chú rể diện đồ đơn giản với đầm nhẹ nhàng cùng vest lịch lãm, sang trọng. Ngay sau khi hình ảnh hôn lễ kín đáo của Dương Tử Quỳnh được chia sẻ đã nhanh chóng leo lên top một từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Đàn nữ hàng đầu điện ảnh hoa ngữ Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jin Tốt đã ở bên nhau suốt 19 năm nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Đây được xem là hôn lễ chính thức đầu tiên của Dương Tử Quỳnh và tỷ phú Jin Tốt kể từ sau khi cả hai bên nhau. Sinh năm 1962, Dương Tử Quỳnh được công nhận là một trong những sao nữ đình đám nhất làng điện ảnh võ thuật hoa ngữ. Vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã chính thức trở thành nghệ sĩ nữ châu Á đầu tiên giành được tượng vàng Oscar cho danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Về phần người bạn đời của Dương Tử Quỳnh, tỷ phú Jin Tốt sinh năm 1946, ông là một nhà quản lý doanh nghiệp người Pháp, từng giữ chức chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế FIA 2009 đến 2021, CEO và đội trưởng của đội đua Scuderia Ferrari 1994 đến 2009. Thành công về sự nghiệp nhưng hôn nhân của Dương Tử Quỳnh khá lận đận. Được biết trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng U80, Dương Tử Quỳnh trải qua nhiều cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Trong số những người đàn ông từng bước vào cuộc đời ngôi sao ngọa hổ Tàng Long, Phan Địch Sinh là người duy nhất có mối quan hệ hôn nhân với cô. Cụ thể, năm 1988, sau khi đóng xong bộ phim Easy Money 1987, Dương Tử Quỳnh kết hôn với doanh nhân Phan Địch Sinh ở tuổi 25. Cô quen Phan Địch Sinh trong thời gian đóng bộ phim đầu tay The Overseas Bumble 1984. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm. Hôn nhân đổ vỡ, Dương Tử Quỳnh tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Trong thời gian làm việc tại Hollywood, ngôi sao phim hành động bị đồn có quan hệ mập mờ với đạo diễn Oliver Stone. Năm 1994, Dương Tử Quỳnh gặp gỡ Dương Bình Lương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty thời trang Cảnh Phúc, Hồng Kông, Trung Quốc. Cuộc tình từng tốn biết bao giấy mực của làng báo chỉ duy trì được 3 năm. Dương Tử Quỳnh cho biết, người tình này không hài lòng việc cô thường ra nước ngoài đóng phim nên chia tay. Nguồn tin khác lại cho rằng do Dương Bình Lương có tình yêu mới. Năm 1999, Dương Tử Quỳnh chủ động tuyên bố đã đính hôn với Á Luân, một bác sĩ khoa tim người Mỹ gốc Hoa, nhưng rồi lại tan vỡ một năm sau đó. Nữ diễn viên từng có thời gian qua lại với Trung Tái Tư, ông chủ một công ty điện ảnh giải trí có tầm ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông, Trung Quốc, qua sự giới thiệu của Thành Long. Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, Dương Tử Quỳnh cuối cùng cũng tìm được người đàn ông của đời mình là người chồng U80, Jin Tốt, giám đốc đội đua Scuderia Ferrari, Pháp, Trúc Chi, theo Phụ Nữ Việt Nam, Lao Động.